Xin chào quý cô bác anh chị đến với kênh Ký Sự TV. Trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện mà đang được rất là nhiều khán giả quan tâm. Đó là về gia đình của anh Nhí và số phận của hai đứa bé sẽ như thế nào. Khi mà câu chuyện được đưa lên thì có rất là nhiều những ý kiến trái chiều với nhau. Có người thì đồng tình với cái việc là anh Nhí là người nuôi con, bởi vì đó là con anh đứt ruột đẻ ra thì anh mới có trách nhiệm nuôi, chứ không thể nào đùn đãi cho ai được. Nhưng lại có một số người cho rằng cái người mà phù hợp nhất trong cái thời điểm này để mà nuôi hai bé chính là bà ngoại, vì bà ngoại là người đã chăm sóc hai bé cũng 4-5 tháng nay rồi, hai bé đã mến tay mến chân rồi, thì bây giờ bà ngoại mới là người có đủ khả năng để mà chăm sóc hai cái đứa nhỏ này. Câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết khi mà anh Nhí đưa người đến muốn nhận lại con thì bà ngoại lại không cho, và ngay lập tức là nổ ra những tranh cãi, và đặc biệt là người cậu có tác động vật lý khiến cho anh Nhí sưng cả mặt luôn. Chúng ta cũng không biết là lý do gì bà ngoại lại không chấp nhận trả con cho anh Nhí. Có một số khán giả thì nói rằng là bà ngoại thương cháu, không muốn gửi cháu đi và không tin con rể nên mới không trả cháu. Nhưng có một số người là nghĩ khác, họ nghĩ rằng là bà ngoại trong cái thời điểm này thấy là Mạnh Thường Quân đang soi rọi vào, muốn giúp đỡ, nên là bà ngoại muốn giữ hai đứa bé lại nhằm mục đích là muốn câu tiền Mạnh Thường Quân. Đây là một ý kiến cá nhân thôi nha cô chú anh chị, em không có nêu tên lên, nhưng em thấy là rất là nhiều những ý kiến như vậy đã được khán giả họ bức xúc và gọi về cho kênh để mà chia sẻ. Mới đây nhất thì có một cô khán giả ở ngoài mà ngoài Bắc cũng bức xúc khi mà thấy được hình ảnh là người cậu tác động vật lý khiến cho anh rể mình bị sưng cả mặt lên. Và người cô này cho rằng là cái việc mà người cậu có hành động thái quá như vậy là không cần thiết, cũng như là côn đồ. Phải nói là bên ngoại thì cũng hơi sổ sàng nha mọi người, cái bản tính cũng rất là hung hăng luôn. Bên nội thì hiền hơn, anh Nhí và mẹ anh Nhí thì cũng khá là hiền, không có đáp trả lại khi bị người cậu và mẹ vợ có những cái lời lẽ nặng nề như vậy. Phải nói là thương nhất trong cái hoàn cảnh này chính là hai đứa bé thôi, tuy còn rất là nhỏ nhưng phải chứng kiến một cái cuộc ẩu đả giữa hai bên nội ngoại. Mẹ thì không còn rồi, còn người cha thì cảm giác là không mấy yêu thương mình cho lắm. Chúng ta thương là thương cho người mẹ đã mất, cũng như là hai đứa bé thôi. Còn bên ngoại mình thấy cũng không có một chút gì gọi là thương đâu mọi người. Có thể là bên ngoại có một cái tình cảm đặc biệt với hai đứa cháu này nên muốn giữ lại nuôi, hay cũng có thể là họ cảm thác là Mạnh Thường Quân đang có những khoản tiền giúp nên họ muốn giữ lại để mà có tiền Mạnh Thường Quân thôi. Để kiểm tra được cái tình thương của bà ngoại có phải là thật lòng hay không, chúng ta phải đợi thôi. Đợi đến khi nào khoản tiền Mạnh Thường Quân hết thì khi đó mới biết là bà ngoại có thương cháu thật hay không. Chúng ta thì cũng chỉ là những dự đoán thôi mọi người. Ai cũng mong muốn là hai bên gia đình ngồi lại với nhau để mà xử lý công việc làm sao đó cho êm xuôi. Chứ xuôi ra mà lên trên mạng cãi cọ đánh nhau như vậy thì phải nói là không ra thể thống gì mọi người, rất là xấu mặt luôn. Mình thấy bây giờ thì có thể là tạm thời nha, trong cái thời điểm này cứ để cho bà ngoại nuôi, anh Nhí dùng cái thời gian đó để đi kiếm việc làm, để tìm một công việc lương tháng đủ ổn, và sau đó sẽ đón hai bé trở lại để mà chăm sóc cũng chưa muộn. Đó là cách tốt nhất trong cái thời điểm này thôi. Chúng ta cũng không nên tranh cãi hơn thua làm gì. Bây giờ thì có thể là rất nhiều ý kiến lên tiếng về câu chuyện này, và cũng có ý kiến đúng, cũng có ý kiến sai, nhưng đó là những cảm nhận riêng của mỗi người thôi. Mới đây nhất thì có một cô ngoài Hà Nội cũng gọi vào cho em để mà có chia sẻ về hoàn cảnh của anh Nhí. Đặc biệt là cô cũng có những lời nói đỡ cho anh Nhí. Thì bây giờ mà khán giả sẽ cùng với Ký Sự TV nghe một cái đoạn chia sẻ mới nhất của khán giả này ha. Thì dù anh Nhí anh thế nào thế nhưng mà chú cũng vẫn bảo là để cho anh Nhí anh nuôi, anh nuôi con anh á, con lớn con cũng lo vợ gả chồng con trưởng thành. Em để bà ngoại thì già, mà hai đứa bà ngoại thì ghê gớm quá. Tôi chưa thấy một người nào mà thông gia đến như thế, còn giết tay chỉ vào mặt thông gia, đánh thông gia. Rồi để cho con thì đánh con rể. Đây là cũng không phải là anh Nhí anh thế, đây là do anh cũng bức xúc về gia đình nhà vợ quá. Từ ngày xưa, hai bên gia đình là có mâu thuẫn rồi. Thế mình vợ người ta chết thì phải gả con, người ta nuôi, mình giữ làm cái gì? Còn cái tiền của Mạnh Thường Quân thì chú bảo có được bao nhiêu? Nếu mà cũng cái duyên, có người thì nhiều, có người được ít. Thế để cho anh làm, anh nuôi con anh lo cho con anh ấy chứ.
Bà ngoại già thế, bà ngoại giữ thế nào, bà ngoại lo nào được mà để cho bà ngoại lo. Tôi thấy gia đình bên nhà vợ anh ấy ghê gớm quá, mà kể cả mấy cái bà hàng xóm như thế, anh nói côn đồ á, không có văn hóa, đứng lên chỉ trỏ chửi mặt găng lên là thế nọ thế kia không được. Như ta mình là hàng xóm mình thì đến mình xếp sắp à, hai bên gia đình như thế. Thì bảo bây giờ bà ngoại cũng già, bà ngoại nhà nội ra cái áo mình chỉ có cái rải đâu, thế là phải giải quyết cho ra nơi nội người ta nuôi chứ. Bà nội thì bà lành, bà không tợn như bà ngoại ghê gớm quá chú ạ. Tôi xem ở trên YouTube mà tôi cũng thấy bức xúc lắm. Đấy, ai là bà ngoại mà em cậu như thế không? Đấy, ai đối với anh đến lúc bà nội với chú nghĩ đón con rồi còn còn sống để đánh chú sưng rốt cả mặt mũi ra, đến lúc thầy đồng là phải quay lại thì xếp kẹt như thế. Tôi thấy không, thế không được. Bây giờ chú lên YouTube, các chú phải xếp về cái chỗ nhà bà ngoại của anh ấy đi. Bây giờ vợ người ta chết, còn chồng người ta còn bố mẹ, còn bố của hai đứa cháu, nó phải được quyền nó nuôi con nữa chứ. Bao giờ nó không nuôi được, nó nói với nhà ngoại nó nuôi chứ. Thế là nhà nhà ngoại như thế là thế nào? Vậy mấy cái bà hàng xóm, chúng tôi không chấp nhận được mấy cái bà hàng xóm đâu. Ăn nói côn đồ quá, không có văn hóa. Thế tôi chỉ có đôi lời tôi góp ý với chú như thế thôi. Thế chú nha. Một số người người ta nói là sợ là anh ý bây giờ không có chuyện làm, sợ nuôi bé không được đó cô. Thế nào mà không nuôi được, sức người ta như thế, người ta có khả năng, người ta có thế nào người ta không nuôi được. Chẳng qua kia là chú anh ý anh bức xúc với gia đình nhà vợ quá, đối xử người ta thấy như thế nào người ta không nuôi được. Mình thương, mình là bà ngoại cậu thương một, người ta là bố người ta thương mười. Như đàn ông người ta không hay nói ra chú ạ. Mình bị hiểu thế, con người ta chả sót thì sao, bà ngoại chỉ được cái ngoại là bảo thế thôi, nhưng mà nay mai con người ta thế nào người ta vẫn phải lo con người ta, mình sống mãi lo con người ta được đâu chú. Nhà ai gia đình nhà ai cũng thế, chết thì còn bố Tại vì cũng nghe nói là anh ý là sau khi mà vợ mất thì anh cũng có quen một người mới á, cũng sợ là bị sao nhãng đi không có lo cho con được nên là người cũng dạ anh tập ta muốn như vậy. người ta quen thì càng tốt chú ạ, người ta quen người ta càng nuôi con nhà chồng, con chồng người ta càng tốt, người ta đã lấy nhau rồi người ta cứ nuôi con chồng chứ sao chú. Chứ còn bà ngoại em cậu nuôi thế nào được, chú cứ để ý mà xem. Kể cả người ta vợ ta chết thì thời gian người ta cũng phải lấy vợ khác nhé, vợ khác thì nhiều người người ta nuôi con chồng tốt mà. Đó. Thương chồng người ta sẽ thương con chứ chú, con đang nhà ngoại nói năng xử sự như thế là không được đâu, tợn quá. Ai thì tôi thấy chỉ vào mặt thông ra sống để đánh thông ra bế tay bế đứa cháu tay, nói chung là bà ngoại về đúng quá, em cậu cũng thế chú ạ. Nhắc tới con chết đi là hai bên thông gia phải ngồi họp với nhau, bàn với nhau, bây giờ con không may nó số phận như thế thì hai bên cùng tác động là để nuôi nấng cháu, dạy bảo cháu cho cháu nên người đó, vì thế mới nó phải chứ. Mới thương con này để đánh nhau, để trên YouTube người ta đăng lên như thế đấy là bà ngoại không phải là thương cháu. À, phải nói là hôm qua này có rất là nhiều những cuộc điện thoại gọi về cho em để mà góp ý về cái hoàn cảnh của anh Nhí, một cái hoàn cảnh cũng không biết xử sao cho vừa mọi người, bởi vì ai đó cũng có lý cả. Bà ngoại cũng là người hợp lý chăm sóc cháu trong cái thời điểm này, và anh Nhí cũng là người chăm sóc được con nếu như anh ta có trách nhiệm, và ai cũng chăm sóc được cả. Nhưng rõ ràng là để mà phù hợp nhất thì chỉ có thể là bà ngoại thôi. Bà nội thì mình không nhắc đến nha, bà nội thì hơi vô tâm một chút mọi người, có thể là bà nội hiền nhưng bà nội lại không có thương cháu như bà ngoại, nên là mình tin là bà ngoại không là người phù hợp để mà nuôi cháu đâu. À, mình rất là mong muốn là khán giả sẽ tiếp tục gọi về cho kênh để mà có những ý kiến đóng góp, để mà em sẽ tiếp tục đăng tải lên để tìm ra một cái câu chuyện, một tiếng nói chung để giúp cho anh Nhí có một cái giải pháp tốt trong trường hợp này, để tránh thứ nhất là những cái xào xáo dư luận không hay về xui gia hai bên, và thứ hai nữa là làm sao lo cho hai đứa bé một cuộc sống nó ổn định và nó có cái nền tảng trong tương lai. Rất mong là như vậy nha cô chú anh chị. Thì đó là cái tin tức mà em muốn cập nhật thêm để khán giả nắm được cái tình hình câu chuyện nhà anh Nhí. Thì nếu mà có tin tức gì hay về cái chuyện này em sẽ tiếp tục cập nhật lên sau. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video clip tiếp theo ạ.